con đường chật hẹp, hạnh phúc bỗng vây trong vòng tay bao dung. Rồi sẽ tình yêu rồi sẽ đến giữa mùa xuân của đời. Hạnh phúc vẫn quanh đây giữa dòng đời nghiệt ngã, hạnh phúc vẫn quanh đây trong tình người bao la. Buồn đau sẽ qua đi sau dài ngày chiến, công thuyền về bên đời hạnh phúc bỗng xa mình. Hãy hát lên đi để gió bay bay lên biển sông, hãy hát để mắt anh cười thật là nhiều vui. Hãy hát lên đi để gió bay bay về biển sâu, hãy hát đi chào đàn chim về đón anh về. Hãy hát lên để gió mây bay về biển sông, hãy hát lên đi chào đàn chim đón anh. Mời mọi người dùng nước. Dạ, cảm ơn anh. Quyên bận học hả? Sao lâu rồi không thấy đến? Dạ phải, em năm cuối rồi cũng hơi bận. Vậy hả? Dạ. Còn cậu này là... À, anh đây là anh Phước, anh ấy từ Sài Gòn lên, là người quen của ba Hoài đó anh. Dạ. Ừ. Anh thấy mình có lỗi quá, lâu rồi không gặp được ba. Em còn ở lại đây chơi lâu không? Dạ, em ở tới chiều em lên rồi anh. Ừ. Hẻo lánh này không biết có cái gì để làm quà. Đây là lọ mật ong nguyên chất, nhờ em gửi giúp về dùm cho ba Hoài. Dạ. Còn lại hai chai, một chai thì em gửi cho cậu thân theo địa chỉ tôi đã ghi trong đây. Dạ. Còn một chai tôi tặng em làm quà. À mà có làm phiền em không vậy? Dạ, có gì đâu mà làm phiền anh. Nãy giờ em sợ em với hai bạn này đang làm phiền anh đó. Được với em lên đây thăm á là tôi mừng lắm rồi. Mà em lại là vừa quen biết với ba Hoài, tôi càng thấy vui hơn. Vậy anh Đông có muốn nhắn nhủ gì với ai nữa không? Cho con xin tiền đóng tiền hộp nhảy đi. Bao nhiêu con?
Càng nhiều càng tốt, khoảng 3 vé. 3 vé à? Nè, đóng tiền thì phải học cho ra ngô ra khoai nha. Nó học để làm ca sĩ, chứ phải làm ruộng đâu. Mà ông biểu nó học cho ra ngô ra khoai. Dì nói đúng đó. Học cho ra ngô ra khoai thì suốt đời đi hát lót thôi. Thì ba nói vậy mà. Đã đóng tiền thì phải học cho đàng hoàng tử tế. Trời, mới nói một chút mà con gái đã cãi ba rồi. Thiệt là con gái. Nè, cánh phụ anh con. Mình đi thôi. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng tung bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Cánh chim 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 non đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ trên cành lá đà. Xa 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 xa, xa nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lên mơ màng. Tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím hôm nhẹ thơ vàng. Hơi nắng hay sáng lờ, hơi gió hay quấn lờ, thu bưa hân hoan mừng lên phố xa, ngàn người hò vang đàn hạ tình ta nhịp nhàng bằng xa. La 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 la. Ôi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng lời thơ mới gần về thành thôi. La 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 la. Trời, không ngờ Uy hát hay vậy đó. Mà nè, Quyền với Trường có hát trước đám đông chưa? Hát cho vui vậy thôi, chứ Trường mà lên sân khấu hát anh ta bỏ ra chạy hết luôn. Sao Trường lại nói vậy? Thì sợ người ta gọi là chuyên chi đó mà. Cũng may á là ở xóm này có một người chơi với anh. Ngày xưa có anh chuyên chi, người thì xấu, hát thì thật hay. Gì vậy? Mới nói chút xíu mà giận rồi hả? Đâu có giận đâu. Giận em thì anh chơi với ai? Em với Phước ngồi nói chuyện đi. Anh đi qua vườn chè của bà Tám một chút. Vậy chút nữa anh có quay lại không? Không, em với Phước về trước đi. Anh xong chuyện anh mới về. Mà nè, Phước. Hả? Về thành phố vui vẻ nghe. Biết rồi. Anh Trương là vậy đó. Anh Phước đừng có buồn nha. Ê. Con gì đến tươi, con gì mừng vui và mình học mới gặp về thành thơi. La 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 la. Chàng trai như câu ca, phụ nữ cất tiếng hát, em bé nó đùa giỡn hơn những tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, cùng với thóc lúa mới, cho bỏ con cây cây bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, phụ nữ dã dã dã, em bé đưa một cân đôi hạt lúa vàng. Hàng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm vơi muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm vơi muôn ngàn câu hò. Con cho dì gửi bắp chè xanh cho ông Hoài. Dạ. Con đi đường cẩn thận, nói với ổng khi nào rảnh thì lên đây thăm dì nha. Dạ, dì cũng phải làm anh giỏi nha. Khi nào con rảnh có lên thăm dì. Lên đây thăm dì với Quyên ha. Anh Phước cho em gửi lời hỏi thăm ba Hoài. Có gì ở dưới nhớ chăm sóc ba Hoài giúp em. Em thi xong chạy xuống. Anh hứa mà. Anh cũng rất vui khi được biết Quyên với là dì hai. Anh Phước, để em đưa anh Phước ra đường lộ đón xe luôn. Vậy phiền em quá. Có gì đâu, em vẫn đạp xe đạp đi học mà. Đi nhanh. Thôi dì hai ở làm anh giỏi nha. Dạ. Để em. Tụi con đi nha chị.
Ở đây tôi thấy ông sao á, lạ lắm nha. Còn ta mà, lâu lâu cũng phải dở chứng một lần chứ. Ồ, ông cũng bị vậy hoài, tôi đâu có thèm thắc mắc. Bà, tôi thấy lần này ông sao á, làm như gặp cái chuyện gì bực mình lớn lắm vậy. Ông học nghề thầy bói của bà Út hồi nào vậy? Có gì đâu, chẳng qua là hôm nay trời nhẹ lên cao. Trời nhẹ lên cao tôi buồn. Tôi buồn cũng chẳng biết tại sao tôi buồn. Vậy thôi, hết. Như kỳ, tự nhiên hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi tự nhiên ông buồn không biết gì hết, tôi buồn. Vậy là ông khiền nè. Ông nghĩ sao ông nói tôi vậy? Đó là cảm xúc của người nghệ sĩ. Ông hết làm nghệ sĩ lâu rồi, nên ông bị chai lì cái cảm xúc đó thôi. Ây da, nghệ sĩ, nghệ sĩ lão thành hoài, bữa nay không đi hát ăn, nghệ sĩ lão thành. Chưa biết nữa, muốn đi lắm. Nhưng mà, chà, không biết chừng nào Phước nó mới về nữa. Ờ, hôm qua nó nói là bữa nay nó về nè. Ủa sao tự nhiên trông Phước dữ vậy? Ông gửi nó mua gì hả? Hay là ông sợ mất tiền? Ông này mệt ông ghê. Tôi đã nói là không sợ mất tiền mà cứ nói hoài. À, mà đúng rồi. Tôi có nhờ nó mua 2 tấm bản với mấy cục phấn. Thôi. Đặng trưa trưa tôi với ông chơi cãi lộn. Gì kỳ vậy? Tự nhiên chờ 2 cái bản cho cục phấn cãi lộn buổi trưa. Vì mấy thứ đó mà ông bỏ đi hát luôn hả? Đi xong đi. Tôi hát cho tôi, bộ hát cho ông sao nói hoài. Dạ này bữa nay chả làm sao á trời. Bữa nay vậy được không? Thôi chả này khiêm thiệt rồi. Tí chở cá bù. Khiêm. Nè, ông nói đi, mèo con là đứa nào? Đứa nào kệ tôi. Bà tò mò làm gì? Trời ơi, tôi là vợ ông mà, tôi có quyền phải hỏi chứ. Ông mà không bỏ cái thối trâu già ưa gặm cỏ non, ông có quyền với tôi đâu. Không yên à, bà làm gì tôi? Tôi tìm cái con mắt xanh mỏ đỏ đó, tôi rạch mặt nó ra. Bà thì hơn gì tôi. Bà nhớ đi, lúc trước thằng chồng cũ của bà bỏ bà cũng vì tội bà lăng nhăng, bà nhớ chưa? Cũng vì ông dụ dỗ tôi. Bây giờ tôi già tôi xấu, thì ông đi lăng chân mấy con đó phải không? Hả? À? Bà dám quậy hả? Tôi xin cậu bà chết liền bây giờ đó. Bà tôi không phải làm gì vậy? Bà muốn gì chết rồi bà đi tù hả? Bà liệu hồn nha. Thôi mà gì, hơi đâu mà gây với ổng. Lúc nãy dì kêu con chở qua nhà cậu thân phải không? Thôi mình đi. Sáng sớm mà cho ăn trái cây hả ông Biện? Tôi mua phở để sẵn trong bếp rồi. Khi nào cậu ăn tôi hâm nóng lại. Cậu có ăn chưa? Thôi, để tôi đọc báo cái đã. À mà nè, hôm nay á, tôi thấy cây cối nó cũng xanh tốt lắm. Làm gì mà đẻ ra cắt hoài tội nghiệp quá vậy? Cắt cho nó gọn gàng vậy mà cậu. Chú ơi. Ai vậy? Dạ, chào anh, đây có phải nhà của anh Thân không vậy anh? Ông Thân, có ai kiếm kìa. Dạ. Dạ, chào chú. Cậu cần hỏi gì? Dạ, ủa chú là chú Thân hả? À không, à, Thân là cậu kia. Ủa? Cậu có gì cần không? Dạ cũng không có gì đâu. À, anh Đông nhờ cháu gửi chai mật ong cho anh Thân á. Bác đem vô giùm cháu nha. Có chuyện gì thì mời người ta vô nhà cho đàng hoàng đi.
Ừ. Cảm ơn cậu. À mà cậu vô nhà chơi, vô nhà uống nước. Dạ. Dù sao cậu Đông là bạn thân thiết của nhà này mà. Dạ. Dạ thôi, chắc là cháu phải đi luôn. Chứ đem bữa gửi cho mật ong rồi còn phải đi công chuyện nữa mà. Uống ly nước xong rồi đi, có gì đâu, vô uống nha ha. Dạ. Ừ. Bác chờ cháu chút để cháu dắt xe vô đây. Vậy thì dắt xe vô luôn. Vì đừng để bụng chuyện ba nữa. Không là vậy đó. Con muốn vô nhà chơi không? Thôi con không vô đâu. Con ghét mà ông Biền lắm. Vì vô mình đi. Con gọi điện cho con bạn rồi đi chơi. Ừ, con đi chơi nha. Dạ. Anh à, anh có sao không? Tôi không sao đâu. Điện thoại cô nè. Cảm ơn anh. Tay anh có bị sao không? Xin lỗi. Tôi không sao đâu. Chỉ bị chạy nhẹ thôi mà. Ủa mà anh tên gì vậy? Tôi xin số điện thoại được không? Để tôi mời anh đi cà phê. Cảm ơn. Chị tính làm vậy luôn hả chị? Ừ. Chị hỏi kỹ luật sư rồi. Chỉ cần làm đơn á, rồi nạp thêm chứng cứ chứng minh ông già đã biệt tích 2 năm trở lên mà không có tin tức là còn sống hay đã chết thì tòa sẽ tự tuyên bố là mất tích. Ừ. Tính từ lúc ông già ông quay lại cho tới lúc ông bỏ đi tới bây giờ thì cũng được 2 năm rồi. Ừ. Chứng cứ là sao? Thì xin xác nhận của công an phường về việc ông già đã đi khỏi nơi thường trú đã 2 năm liền mà hiện nay thì không biết ở đâu. Cái này chị làm được. Nhưng mà sau khi tòa tuyên bố ông già mình mất tích, chị em mình được cái gì? Được hết. Lúc đó mình có quyền bán nhà, chia đều hết cho ba chị em. Chia đều cho cả ba? Ừ. Trời đất ơi, chị nói sao vậy? Từ cái lúc á mà chị với ông Ngọ đó mua đất, làm ăn, đều có tiền của ba trong đó, tôi có gì đâu. Rồi á, tôi phải trông coi cả cái căn nhà này hương khói cả chục năm nay. Bây giờ đòi chia đều là chia đều sao? Chưa gì đã đòi hơn thua. Tiền thì không có, giờ chỉ có cách bán nhà. Tính hơn tính thua là sao? Tôi không có tính chuyện hơn thua ở đây. Nhưng mà bây giờ nếu mình bán cái nhà này xong, rồi ông về ông ở với ai? Ông ở với chị hả? Hay ở với ông Ngọ? Trời đất ơi, mà tôi chưa nói nha. Ổng á, ổng về mà ổng ở với cái tính chồng của chị á, rồi bà Mai á, vợ của ông Ngọ đó, mà ông già mình sống á, ở được 3 ngày mới là lạ. Rồi ổng quay về với ai? Ổng quay về với tôi. Giờ cô tính làm sao đây? Chưa tính là tìm được ổng về hả? Ông kéo thêm về một đám con của bà khác nữa. Lúc đó thì không phải chia 3, mà là chia 6, chia 7, chia 8 hả? Ông làm gì vậy? Không vẽ tay được hay sao? Nhìn anh thư sinh vậy, không ngờ cũng anh hùng quá ha. Anh hùng gì? Hồi nhỏ tôi có đi học võ. Võ thì không nhớ được bao nhiêu hết, mà nhớ là ông thầy dạy võ dặn là thấy chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ thôi. Sao nghe giống Lục Dân Tiên quá ha. Thì mọi người hay gọi ông là ông chính Lục Dân Tiên mà. Vậy em kêu anh là anh Phước Lục Dân Tiên ha. Thôi gọi vậy kỳ lắm. Ủa, bộ anh có quen biết gì với cậu thân hả? Không, anh chỉ tới gửi giùm món quà thôi. Nhưng trước đó thì anh cũng có nghe về anh thân qua lời kể của một người bạn. Ủa, mà anh thân là cậu của Liễu hả? Đại khái là vậy. Đại khái là sao vậy?
Chuyện là vậy, ba em là chồng của dì Thình. À, dì Thình là chị cả của cậu Thân. Ừ. Nên em kêu là cậu, vậy thôi. Em còn cậu hay là dì gì nữa không? Dạ, em có một người cậu tên Ngọ nữa thôi, chứ đâu có ai đâu. Ba má em đi dị lâu rồi. Má có chồng khác và đi nước ngoài. Em ở với ba từ nhỏ. Sau đó thì ba lấy dì, cho nên em coi dì giống như má. Còn anh thì sao? Ừ, anh cũng ở trong thành phố này thôi. Ừ. Anh học năm cuối ở một trường đại học và đang làm luận văn. Mẹ anh thì mất khi anh còn nhỏ, mà hiện tại thì ba anh cũng không biết là ai hết. Không biết ba là ai là sao? Ừ. Anh cũng thường tự hỏi mình, giống như em vừa hỏi anh vậy đó. Và anh cũng đang đi tìm câu trả lời. Ủa, mà Liễu đang đi học hay đi làm rồi? Dạ, em đang học thanh nhạc, vừa đi biểu diễn ở phòng trà. Hôm nào anh Phước đến đó nghe em hát nha. Ok em, anh rất hân hạnh được làm quen với ca sĩ. Giữa vòng đời chật hạnh phúc vẫn quay về trong vòng tay bao giờ. Nỗi lòng rồi tình yêu rồi sẽ đến giữa mùa xuân cuộc đời. Hạnh phúc vẫn quay về dù dòng đời nghiệt ngã. Hạnh phúc vẫn quanh đây trong tình người bạn. Buồn đau sẽ qua đi, xa rồi ngày chia ly. Con thuyền về bên đời, hạnh phúc vẫn xanh. Hãy hôn lên đi, đưa gió đưa mây. Hãy hôn lên đi, để mắt anh lấp lánh những niềm. Hãy hôn lên đi, để gió đưa bay bay về biển trời. Hãy hát lên đi, để gió đưa mây bay về biển rộng. Hãy hát lên đi, chào đàn chim đón anh bình minh.